Hello, trong cái video này thì mình hướng dẫn các bạn về cái mô hình client server. Thì ở cái mô hình client server này thì giúp bạn hiểu được cái website nó sẽ hoạt động như thế nào. Ok, thì ở đây mình có kiếm được một cái ảnh ở trên mạng thì mình sẽ show ra cho các bạn xem nhé. Đây thì mình bình thường là khi khi mà các bạn truy cập vào một cái trang web nào đó thì các bạn sẽ truy cập bằng một cái trình duyệt đúng không ạ, ở trên một máy tính cá nhân. Thì khi các bạn vào vào đó thì các bạn sẽ gõ một 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 cái tên miền đúng không ạ? Các bạn sẽ thực hiện việc là các bạn sẽ gõ một cái tên miền. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một số những cái trường hợp, có một số những cái trang web thì các bạn không 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 cần phải gõ tên miền, các bạn chỉ cần gõ một cái địa chỉ, nó kiểu như này. Thì cái địa chỉ như này thì nó gọi là địa chỉ IP. Thì cái địa chỉ IP này có nghĩa là như nào? Các bạn hình dung như này nhá. Thì khi khi mà một một cái dự án website được hoàn hoàn thành xong thì người ta sẽ cần phải đi thuê một cái máy chủ. Cái máy chủ ở đây các bạn hình dung nó giống như cái máy tính của các bạn, nhưng mà nó sẽ đảm bảo về mặt cấu hình này, về mặt tốc độ mạng này, cũng như là cái dung lượng, là dung lượng lớn, và nó tất nhiên là cái cấu hình của nó cũng sẽ khỏe, được chưa? Và nó sẽ có một cái chỗ đặt. Cái chỗ đặt thì phải đáp ứng được về phần điện và phần mạng thì nó phải rất là ổn ổn định. Thì tất nhiên là cái máy chủ này thì để cho ở bên ngoài có thể truy cập vào được thì nó sẽ phải thông qua, thì nó phải cấp cho một cái địa chỉ IP. Nó giống như như việc là cái địa chỉ IP mạng ở nhà các bạn ấy. Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ thử lên trên các bạn thử mình thử lên mình sẽ tra cứu cái địa chỉ IP nhá. Cái địa chỉ IP mạng nhé. Đây, ví dụ mình lên này mình thử tra cứu nào. Ở đây các bạn có thể search ví dụ như là what my IP đó. Đây mình sẽ vào cái trang này đúng không ạ? Đó đây các bạn thấy này. Ở đây các bạn nhìn thấy một cái địa chỉ IP mạng này đúng không ạ? Đó thì khi mà một cái con server được thuê ở một chỗ nào đó thì nó sẽ phải có một cái địa chỉ IP, thì bên ngoài mới có thể truy cập được thông qua địa chỉ IP đó. Nó giống như kiểu là cái địa chỉ nhà ấy. Tuy nhiên là cái địa chỉ IP này thì là người dùng sẽ họ sẽ không nhớ được. Có nghĩa là nếu mà người dùng cứ truy cập vào thì phải gõ cái địa chỉ IP này thì nó sẽ rất là khó nhớ. Chính vì như thế cho nên là nó mới có thêm một cái khái niệm, đó chính là tên miền. Thì cái cách hoạt động của tên miền là như này nhé. Đó là cái tên miền thì nó sẽ có hai phần. Cái phần đầu tiên là phần tên và phần sau là cái phần mở rộng. Ví dụ như là unicode.vn chẳng hạn đúng không ạ? Đây mình thử vào cái trang này. Đây, mình thử vào cái trang này cho các bạn nhé. Hay là đây mình lấy ví dụ luôn cái này đi. Đó. Các bạn thấy cái tên của nó sẽ là cái gì đấy? What my IP đúng không ạ? Và nó sẽ có cái đuôi là .com. Hoặc là ví dụ các bạn thấy có rất là nhiều đuôi .com.vn này, .vn này, .edu.vn này. Đó. Thì tất nhiên là tất cả những cái đuôi đấy thì chúng ta sẽ được là các cái cơ quan tổ chức, người ta sẽ quản lý cái đó. Đó. Và tên miền này thì nó sẽ phải là duy nhất. Ví dụ như là ở đây chúng ta có một cái tên miền là whatimip.com thì chúng ta sẽ không thể nào có một cái tên nào khác như này nữa. Ok, thì cái phần tên này, cái phần tên này có thể giống nhau nhưng cái đuôi chắc chắn nó phải khác. Được chưa? Thì có nghĩa là nó phải có hai phần. Và cái tên này nó sẽ không có bị trùng. Thì khi khi mà người dùng họ sẽ gõ một cái địa chỉ, có một cái tên miền lên lên trên cái thanh địa chỉ trình duyệt này thì nó sẽ thông qua một cái giai đoạn nữa, đó là nó sẽ đến một cái nó gọi là DNS server. Cái DNS server này thì các bạn mình có thể dịch nôm na nó là cái máy chủ phân giải tên miền, có nghĩa là nó sẽ thực hiện cái việc là nó phân giải để nó trả về địa chỉ IP cho trình duyệt, tức là nó sẽ phân giải thế nữa trả về cái địa chỉ IP cho trình duyệt. Giống như kiểu là mình không biết địa chỉ IP của cái máy chủ này đúng không ạ? Đây mình giả sử đây là cái máy chủ chạy web nhé, mình không biết địa chỉ IP của máy chủ chạy web thì mình sẽ thực hiện việc mình gõ cái tên miền về để nó trả về cái địa chỉ IP đó. Cái này trường hợp này nó sẽ trả về cái địa chỉ IP, sau cái địa chỉ IP đến lúc này thì nó sẽ được trả về trình duyệt, và lúc đấy thì trình duyệt sẽ gửi một cái yêu cầu đến server, sẽ gửi một yêu cầu đến server, có nghĩa là nó sẽ thực hiện việc là truy cập trực tiếp vào server này thông qua cái địa chỉ IP đã được DNS server trả về. Thế cái DNS server này đâu ra? Thì cái DNS server này thì nó sẽ có ở trong các cái nhà cung cấp tên miền. Ví dụ các bạn mua một cái tên miền hay là các bạn thuê một cái tên miền thì lúc lúc đó thì ở tức là bản thân cái nhà cung cấp tên miền đó thì nó cũng sẽ có cái máy chủ phân giải tên miền rồi. Hoặc là nhiều nhiều khi là các bạn sẽ phải thực hiện việc là các bạn sử dụng một cái máy chủ phân giải tên miền ở bên ngoài.
Tất nhiên là các bạn phải có một cái công việc là các bạn chở cái tên miền đấy tới cái máy chủ vận tải tên miền này, thì cái này là bên nhà cung cấp tên miền thì họ sẽ hỗ trợ ông ta, tức là nó sẽ có một cái trang quản trị, và bên trong cái trang quản trị đó thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm được nó. Thì lúc này thì trình duyệt nó sẽ gửi một cái request, một cái yêu cầu tới server, và server này sẽ tiến hành việc là xử lý và sẽ phản hồi cho trình duyệt thấy, và lúc này người dùng họ họ sẽ nhìn nhìn thấy được cái nội dung trang web mà họ muốn truy cập, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái trang này, giờ mình vào đây đúng không ạ? Hay là mình có thể vào Google chẳng hạn. Đây mình vào Google. Đó thì các bạn thấy là mình truy cập như này. Hoặc là mình sẽ vào cái trang của mình như này, đúng không ạ? Đây. Đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ trả về như này. Thì có cái là bên server nó sẽ trả về chúng ta một cái thông tin như này. Nhưng mà trước khi để server có thể trả về được thì nó sẽ phải thực hiện việc là nó phân giải cái tên miền này thông qua cái máy chủ DNS, gọi là DNS server. Thế mình sẽ search xem DNS nghĩa là gì nhá. DNS là gì? Đó. Domain name system đó. Ok, thì lúc này thì nó sẽ trả về cái địa chỉ IP cho trình duyệt, và lúc này chúng ta có thể lúc này trình duyệt nó sẽ tự động nó sẽ gửi một cái yêu cầu tới cái địa chỉ IP mà nó đã trả về được, và đây là server sẽ xử lý xử xử lý xong thì nó sẽ trả về cái nội dung cho người dùng họ họ thấy, đúng không ạ? Ok, chúng ta vẫn xem lại cái hình này nhá. Thế bây giờ làm thế nào để giữa thằng trình duyệt với lại thằng server có thể làm việc được với nhau? Thì các bạn thấy nhá, khi các bạn gửi một yêu cầu thì cái này nó gọi là request, đúng không ạ? Và khi server nó trả về chúng ta một cái kết quả như này thì cái này nó gọi là report. Thế nhưng mà để hai thằng này có thể làm việc được với nhau thì nó sẽ phải thông qua các cái giao thức, nó sẽ phải thông qua các cái giao thức web. Ví dụ ở đây mặc thường là chúng ta sẽ làm việc ở bên web, chúng ta sẽ làm việc với người giao thức đó là HTTP. Giống như việc là các bạn muốn nói chuyện với người nước ngoài thì các bạn cũng sẽ cần phải có phiên dịch ấy. Thì bây giờ để hai thằng này có thể giao tiếp được với nhau thì nó phải thông qua cái giao thức là giao thức HTTP. Thế là trong web ngoài ngoài giao thức HTTP thì nó còn rất là nhiều các giao thức khác nữa nhá. Đó, thì cái khi các bạn gửi một yêu cầu thì người ta sẽ gọi cái đấy là HTTP request, và khi mà các bạn trả về kết quả thì nó sẽ gọi là HTTP report. Ok, anh em hình dung là cái mô hình client server và cái cách hoạt động của website nó sẽ như vậy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhé.